Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trang truyền hình cơ sở của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình thành phố Điện Biên Phủ. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Điện Biên Phủ đã xây dựng kế hoạch tiến hành các bước chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Một trong những nhiệm vụ hàng đầu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp là chủ trì, tổ chức các bước hiệp thương để lựa chọn, giới thiệu những người đủ tiêu chuẩn ra ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp theo quy định. Để các bước bầu cử diễn ra đúng tiến độ, luật định, Mặt trận Tổ quốc các cấp của thành phố tham gia phối hợp chặt chẽ với Thường trực Hội đồng Nhân dân cùng cấp trong công tác rà soát số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân, chuẩn bị dự kiến, số lượng, thành phần, cơ cấu nhân sự, thành lập các đơn vị bầu cử, các tổ bầu cử, đảm bảo đúng tiến độ. Cùng với đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tổ chức tập huấn bầu cử cho các thành viên của ban bầu cử, các ủy viên của Ủy ban bầu cử, đặc biệt chú trọng tập huấn cho tổ bầu cử để cuộc bầu cử diễn ra đảm bảo đúng luật, dân chủ, công bằng, không để tình trạng cử tri đi bầu hộ, bầu thay. Và ngay sau khi có kế hoạch của tỉnh, thành phố về công tác bầu cử, Mặt trận Tổ quốc thành phố đã kịp thời xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức tập huấn hướng dẫn cho cán bộ trong toàn hệ thống mặt trận từ thành phố đến các xã phường và bám sát nghị quyết liên tịch số 09, nghị quyết 1186 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các văn bản quy định hướng dẫn của cấp trên để thực hiện về công tác bầu cử. Qua hội nghị hiệp thương đã thảo luận và thỏa thuận thống nhất danh sách những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp đảm bảo cơ cấu thành phần. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất và lần thứ hai, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã báo cáo tình hình, kết quả giới thiệu người ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị địa phương được phân bổ, giới thiệu ứng cử và tình hình người tự ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố. Theo đó, các tổ chức, cơ quan, đơn vị, xã phường đã thực hiện đúng quy trình quy định. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã phường phối hợp với Ủy ban Nhân dân cùng cấp, chủ trì 172 hội nghị lấy ý kiến nhận xét nơi cư trú. Mặt trận Tổ quốc thành phố đã thành lập hai đoàn công tác thực hiện việc thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với 102 nhân sự là người ngoài đảng, ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố, xã phường. Sau hội nghị hiệp thương lần 2, thành phố Điện Biên Phủ đã có 6 người xin rút khỏi danh sách những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố. Thông qua hội nghị hiệp thương lần thứ 3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố thống nhất lập danh sách chính thức gồm 51 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, đại biểu nữ là 50,98%, đại biểu người dân tộc 15,69%, đại biểu trẻ tuổi 41,17%, đại biểu là người ngoài đảng 15,69%, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố tái cử 23,52%. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thành phố Điện Biên Phủ có 9 đơn vị bầu cử, các xã phường có 71 đơn vị bầu cử. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ bầu cử được các cơ quan liên quan và các xã phường quan tâm thực hiện. Và qua 3 lần hiệp thương, qua theo dõi kiểm tra giám sát, có thể nói công tác chuẩn bị và tổ chức thực hiện của hệ thống mặt trận Tổ quốc thành phố đến các xã phường diễn ra hết sức nghiêm túc, dân chủ và đúng luật định. Kết quả cho thấy cử tri nhân dân đã tín nhiệm rất cao và đã lựa chọn giới thiệu chuẩn bị được 485 ứng viên đều đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định. Trong đó 12 xã phường cử tri đã tín nhiệm giới thiệu được 434 ứng viên để bầu 256 đại biểu. Với cấp thành phố, cử tri nhân dân đã giới thiệu tín nhiệm được 51 ứng viên để bầu 30 đại biểu. Và qua các hội nghị, cử tri và nhân dân đang rất tin tưởng, mong muốn và kỳ vọng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp của thành phố diễn ra thành công tốt đẹp. Và hiện tại hệ thống mặt trận Tổ quốc từ thành phố đến các xã phường đang chủ động tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan, Mặt trận Tổ quốc tỉnh để xây dựng kế hoạch để các ứng viên có điều kiện tiếp xúc với cử tri và trình bày chương trình hành động.
Tại phường Thanh Trường, trong quá trình chỉ đạo triển khai công tác bầu cử, phường đã ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể về công tác nhân sự, công tác hiệp thương giới thiệu đại biểu, hướng dẫn dự kiến cơ cấu, số lượng, thành phần người ứng cử, thông báo số đại biểu được bầu ở phường, thành phố, hướng dẫn việc ấn định đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu, việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử, việc kê khai hồ sơ ứng cử viên, hướng dẫn lập, niêm yết danh sách cử tri, viết thẻ cử tri và các công việc khác theo quy định của luật bầu cử. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, các tổ dân phố bản đã tiến hành giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, đảm bảo số lượng, cơ cấu, thành phần và thời gian theo quy định. Qua việc giới thiệu và lấy ý kiến cử tri nơi công tác, tất cả các trường hợp được giới thiệu ứng cử đều có tín nhiệm cao. Mặt trận Tổ quốc phường đã hoàn thành hội nghị hiệp thương lần thứ 3 theo quy định và lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, gồm 36 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân phường, nhiệm kỳ 2021-2026. Thực hiện nghị quyết 1186 của Trung ương, nghị quyết đặt số liên tịch số 09 và thông chi số 13 và các văn bản hướng dẫn của tỉnh, của thành phố, thì chúng tôi cũng đã tổ chức hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Và trong thời gian qua thì chúng tôi cũng đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri đối với những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại 14 tổ dân phố bản để lấy ý kiến bày tỏ sự tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 và 2026. Và sau đó chúng tôi cũng đã tổ chức hiệp thương lần thứ 3 để chốt danh sách những người đủ tiêu chuẩn để tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đúng thành phần, số lượng về cơ cấu, tỷ lệ cũng như dự kiến của bên thường trực Hội đồng Nhân dân phường. Có thể khẳng định, với sự chuẩn bị tích cực của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố sẽ góp phần để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp trên địa bàn diễn ra thành công, an toàn, thực sự trở thành ngày hội của nhân dân các dân tộc thành phố Điện Biên Phủ. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong 5 năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Nong Bua, thành phố Điện Biên Phủ đã triển khai thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách nghiêm túc gắn với các phong trào thi đua do Hội Phụ nữ các cấp phát động. Qua đó, từng bước làm thay đổi nhận thức, nêu cao tinh thần trách nhiệm của chị em hội viên, tích cực tham gia vào các hoạt động của hội, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc. Để việc học tập và làm theo Bác đi vào chiều sâu, trở thành nếp nghĩ, cách làm thường xuyên, hàng năm, Hội Phụ nữ phường Nong Bua đã xây dựng kế hoạch triển khai, chỉ đạo các chi hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt tới từng cán bộ, hội viên về giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh, đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt hàng tháng, gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của hội, qua đó góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động và ý thức tự giác của hội viên phụ nữ trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo Bác. Để thực hiện tốt công tác vận động và hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, ngoài tăng cường các hoạt động tuyên truyền, hội còn phát động các phong trào thi đua, phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng gia đình 5-0, 3-sạch đến 100% các chi hội và thu hút sự hưởng ứng của cán bộ hội viên phụ nữ toàn phường. Xác định việc giúp nhau phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, hội duy trì hiệu quả của 5 nhóm tiết kiệm cho 84 hội viên vay với số tiền 620 triệu đồng. Thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội đã ủy thác cho vay 91 hội viên phụ nữ với tổng dư nợ trên 2 tỷ 980 triệu đồng. Hàng năm, hội tổ chức quán triệt thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, vận động cán bộ hội viên phụ nữ tích cực học tập tham gia hưởng ứng các phong trào làm theo Bác, thực hành tiết kiệm, ống tiền tiết kiệm. Kết quả thì trong các năm thì hội cũng đã duy trì được 13 mô hình tiết kiệm tại chi hội và duy trì 2 kho thóc tiết kiệm, thì cũng đã giúp đỡ được hội viên vay không lấy lãi. Điển hình như là chi hội tổ dân phố 8, phố 10, bản Nong Bua. Trong thời gian tới, Hội Phụ nữ phường tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền về thực hiện chỉ thị 05 theo chuyên đề hàng năm, gắn với việc thực hiện học tập làm theo gương Bác, đó là
duy trì 13 mô hình tiết kiệm, 2 kho thóc tiết kiệm để giúp chị em vay không lấy lãi, phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống. Như thường lệ, cứ vào 8 giờ sáng chủ nhật tuần đầu tiên của tháng, chị em phụ nữ trong phường lại cùng nhau vệ sinh đoạn đường phụ nữ tự quản. Đây là hoạt động được tổ chức thường xuyên của chi hội. Mọi người đều nhận thức được việc xây dựng đoạn đường tự quản là một cách làm cần thiết để giữ gìn vệ sinh môi trường. Vì thế, ai cũng tích cực tham gia. Qua một thời gian thực hiện mô hình đoạn đường phụ nữ tự quản, tuyến đường được Hội Phụ Nữ Phường nhận quản lý đã trở nên thông thoáng, sạch đẹp hơn. Chúng tôi có một câu lạc bộ là 503 sạch. Các gia đình ở trước cửa các gia đình chúng tôi vận động các chị em là gia đình nào cũng phải quét sạch sẽ và đổ rác đúng giờ. Và còn chúng tôi đi dọn vệ sinh một con đường là tự quản, phụ nữ tự quản là con đường chính. Là một tháng tôi hô hào chị em đi làm một lần, chị em rất tham gia rất là đầy đủ và rất, nhưng cái này là chị em thật là rất là khí thế. Có chị coi là chân có khi tập tễnh nhưng cũng vẫn cầm cái chổi ra để quét cho nó tham gia phong trào thì nó vui. Chị vẫn hưởng ứng phong trào chúng tôi, là nói thật là cái này thì chúng tôi cũng hàng năm, hàng tuần, hàng buổi đi học, lần nào chúng tôi cũng tuyên truyền. Chi hội Tổ dân phố 8, phường Long Bua là một trong những chi hội tiêu biểu thực hiện mô hình ống tiền tiết kiệm. Đến nay đã có 104 hội viên trong chi hội tham gia. Cứ vào dịp 20 tháng 10 hàng năm, chị em trong tổ lại tổ chức mở ống tiền tiết kiệm. Số tiền thu được sau mỗi lần mổ lợn được chi hội sử dụng giúp chị em phụ nữ khó khăn, vay không tính lãi. Ống tiền tiết kiệm đã trở thành một trong những mô hình điểm của phụ nữ phường Long Bua trong thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo Bác. Chi hội phụ nữ tổ dân phố 8 chúng tôi cứ mỗi coi các cuộc họp chúng tôi đều tham gia, đều tuyên truyền chị em là hưởng ứng phong trào theo gương Bác Hồ là ống tiền tiết kiệm, đi chợ về có đồng tiền lẻ 1.000, 2.000 hoặc 5.000 chúng ta cứ bỏ con lợn. Đến cuối năm vào ngày 20 tháng 10 chúng tôi mở con lợn đi ra được cho chị em vay. Lúc thì được 2 chị em, lúc 1 chị em để các chị em là đi chợ để lấy cái vốn đi chợ mà coi không tính lãi. Cùng với mô hình ống lợn tiết kiệm, chi hội phụ nữ tổ dân phố 8 còn thực hiện tốt phong trào làn nhựa đi chợ, tủ lạnh không túi ni lông. Với vai trò là người nội trợ chính trong gia đình, hội viên phụ nữ tổ dân phố 8 hàng ngày đi chợ mua sắm lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ cho gia đình. Và những chiếc làn nhựa đã trở thành người bạn đồng hành thân thiết của chị em phụ nữ. Có thể thấy rằng, phong trào đi chợ bằng làn, nói không với túi ni lông, nằm trong mô hình chống rác thải nhựa, gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch tại chi hội tổ dân phố 8 đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Hướng cái phong trào của thành hội phụ nữ tỉnh Điện Biên là chị em đi chợ thì nói không với túi bóng và dùng làn nhựa, thì chị hội chúng tôi là chị em thực hiện tương đối là tốt. Đi chợ thì chị em chúng tôi mang làn và trong làn thì có cả hộp để đựng các thực phẩm, ví dụ như mua rau thì chúng tôi đựng trong làn, mua thực phẩm mà tươi sống hoặc là nước thì chúng tôi đựng trong hộp. Nói chung là chị em chúng tôi gần 2 năm nay chị em chúng tôi thực hiện tương đối đầy đủ và đều đặn. Nếu chị em nào mà có quên thì chị em chúng tôi lại ở gần bên cạnh nhắc nhở. Kể cả cái tủ đựng đồ ăn cũng thế, là chúng tôi cũng hạn chế, rất hạn chế mà chỉ dùng có hộp để đựng đồ ăn. Từ những kiến thức được tiếp thu tại các lớp tập huấn, cùng với nguồn vốn vay tín chấp qua hội, đặc biệt là sự nhiệt tình, năng động của đội ngũ cán bộ hội, nhiều mô hình kinh tế giỏi được xây dựng trên địa bàn. Điển hình như mô hình phát triển kinh tế tổng hợp của gia đình chị Tòng Thị Minh ở bản Hồng Líu. Chị đã đầu tư xây dựng chuồng trại, nuôi gà lai trọi, ngan, trâu, cẩy hương, chuột nhà, trồng rau bán ra thị trường. Doanh thu từ chăn nuôi mỗi năm trừ chi phí, gia đình chị Minh còn lãi hơn 100 triệu đồng. Hàng năm gia đình tôi phát triển kinh tế nuôi trâu này, gà này, ngan này, trồng rau sạch phục vụ gia đình và cung cấp ra thị trường, kết hợp với bán hàng tạp hóa tại nhà. Bên cạnh đó, tôi là một hội viên của chi hội bản Hồng Líu, thực hiện tốt các phong trào
do phụ nữ phường phát động. Có thể thấy, với việc triển khai thực hiện hiệu quả chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Nong Bua đã thu hút, tập hợp ngày càng nhiều hội viên tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động do địa phương và hội phụ nữ các cấp phát động. Từ đó, vai trò, vị thế của tổ chức hội ngày càng được củng cố, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Những hình ảnh vừa rồi đã khép lại trang truyền hình cơ sở của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình thành phố Điện Biên Phủ hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.